chuẩn bị tập chiều song côn kèm nách. Chuẩn bị 1 2 3 4. Có độ vẩy đằng trước nhá. 5 6 7 8 9 10. Nâng cao. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5. Về nách cái kẹp vào dứt khoát vào nhá. 6 7 8 9 10. Lại đơn giản. Chuẩn bị. 1 2 3 4 5. Đứng thẳng người lên Hoàng, không cần phải đứng tấn đâu. 6 7 8. Có lực ra khuyên nhá, vẩy đằng trước có lực vào. 9 10. Nâng cao. 1 2 3 4. Hoàng cầm sâu con xuống. Hoàng cầm sâu con xuống một chút nữa nào. Nữa. Rồi. Mấy rồi? 6 ạ. Bây giờ 6 hay bây giờ tiếp theo 7 ạ? 7 8 9 10 2. Tốt. Bây giờ chúng ta tập 1 là vẩy tay phải sau về kèm nách, sau đó vẩy tay trái về kèm nắp nách liên tiếp. Đức làm thử thế nào. Không, 1 là tay phải xong tay trái là xong. Up. Tay phải xong tay trái, tay phải phóng ra rồi tay trái phóng ra. Đấy, đấy là 1. Đấy là 1 lần 1 được chưa? Thử nào. Chuẩn bị. 1. Nhanh vào nhá. 2. Mổ thẳng ra đằng trước, vươn tay cao lên, dướn tay cao lên nào. 3. 4. Đấy, mổ như Hoàng nhỉ, có độ vẩy đằng trước ấy, mổ ấy. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 Lại. Chuẩn bị. 1 2. Đứng ra đây cầm máy. Bỏ nguyên côn đấy, anh ra anh hướng dẫn. Cầm. Rồi. Cái này Đức còn chưa tốt thì cái này là mình 1 này, không phải là 1 mà là 1. Nhanh như này nhá. Ta bắt. Cái này này, ra chuẩn bị về bắt là cái này ra luôn rồi, hiểu chưa? Nó đòi hỏi nó phải ra nhanh hơn tay phải một tí nhá. 1 2 1 1 1. Tí mình còn như này mà. Như thế cơ mà nhá. 1. Chứ không phải là 1. Không phải như thế nhá. Nhớ là 1. Nhanh như thế cơ, làm liền nhau nhanh nào, chứ không phải 1. Rồi đặt như này mà là 1 1
Một. Như thế nhá. Rồi, ra. Ôn lại nào. Chuẩn bị. Một. Rồi, tốt hơn một chút rồi đấy. Hai. Ba. Cái tay phải gần về kẹp đường nách thì tay trái đã phải ra rồi nhá. Không được phép là tay phải về kẹp nách rồi tay trái mới ra. 4 5 6 7 8 9 10 hey. Bây giờ làm tương tự với cái phức tạp kia không? Thử đi. Nãy như nào nhở? Nhảy à? Đúng rồi, nhưng nó nhịp nhàng. Khi nào Đức này nhớ này, làm y như vừa nãy nhưng mà làm y như phức tạp ấy, làm tay phải trước. Khi nào tay phải về kém nách thì tay trái phóng ra làm như thế. Được chưa? Bình tĩnh làm anh xem nào. 1, 2, 3. Từ đã kẹp ra, 1, 2, 3 kẹp ra. 1, 2, 3 kẹp. Đúng không? Đánh trong trước, tay trái mổ này như tay phải, tay phải nào. Xoay trong, xoay ngoài kẹp, xoay trong, xoay ngoài kẹp, đúng chưa? Số 0 trong, số 0 ngoài rồi kẹp. 1 2 kẹp, 1 2 kẹp. Tập trung vào. Đúng rồi, nó không khó đâu. Nào, chuẩn bị. 1. Lúc mà cái tay phải mà chuẩn bị về kẹp vào ấy thì làm tăng tốc cái đoạn đấy lên để tay trái nó phóng ra nhanh. Đấy. 2. 3. 4. 5. Mổ thẳng ra nhá, tay trái của được là bị đánh chéo rồi nhá. 6. Tốt. 7. 8. Tốt. 9. Mười. Hey. Ok, ôn lại từ đơn giản sau đến nâng cao, sau đến đơn giản kết hợp, nâng cao kết hợp lần nữa, được chưa? Rồi các bạn chuẩn bị chưa? Ràng nhá. Đếm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Nâng cao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Đơn giản lần lượt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hey. Nâng cao kết hợp. Tập trung vào nhá. 1 Tốt. 2 3 4 5 6 7 8
9 10 2. Còn lần này thì sẽ là khi anh đếm up, anh hô up một cái thì các bạn mổ liên tiếp hai tay trong vòng 10 lần, mỗi tay 10 lần. Đức thử làm anh xem. Mổ liên tiếp về kẹp nách ấy. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi dừng như thế nhá. Tức là mỗi tay 5 lần, 10 lần như thế thôi nhá. Mổ liên tiếp như thế và chú ý tập trung vào, nhìn thẳng ra đằng trước. Hoàng cầm côn sâu xuống một tí, cầm côn cao quá không có lực đâu. Chuẩn bị. Up. Up. Tốt. Up. Up. Ở Vinh sao hay bị kẹp trượt thế Vinh? Up. Up. Rồi các bạn nghỉ giải lao một chút.